Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến với các bạn cách nấu bò nhúng giấm, lẩu bò nhúng giấm vô cùng thơm ngon. Để nấu như thế nào phần nước giấm thơm ngon mà không bị hắc mùi thì cũng vô cùng đơn giản. Ướp thịt bò như thế nào để cho mềm ngon và đặc biệt phần mắm nêm ăn kèm hôm nay mình cũng chia sẻ đến các bạn cách làm nha. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 500g thịt bò, mình sử dụng là bắp bò. Thì các bạn có thể sử dụng thịt thăn nè, thịt đùi hoặc là cái loại thịt bò nào mềm là được. Một muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh sả băm nhuyễn. Phần này thì mình sẽ ướp vào thịt bò vừa chia sẻ nha. Tiếp tục những nguyên liệu để mình ăn kèm thì sẽ có thêm 2 trái ớt sừng không cay, 150g nấm kim châm, 3 trái dưa leo, 200g thơm, 3 cây sả, 100g củ hành trắng và 2 trái chuối chát này nha. Thì những cái nguyên liệu ăn kèm các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của nhà mình. Để gói kèm thêm thì mình sẽ có thêm bún nha các bạn. Phần này là nguyên liệu để mình nấu nước giấm, 320ml giấm gạo, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối và 7 muỗng canh đường. Tiếp tục những cái phần nguyên liệu này mình chia sẻ đến các bạn để nấu phần mắm nêm ha. Thì mỗi một phần như vậy mình có chia ra từng cái nguyên liệu hết để cho các bạn dễ làm theo. 100g thơm còn được gọi là khóm, 1 muỗng canh sả băm nhuyễn, nửa muỗng canh tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn, 5 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 100ml mắm nêm. Phần thơm này thì mình sẽ đem đi xay nhuyễn hoặc là các bạn có thể băm nhuyễn đều được hết. Xay xong rồi thì mình sẽ cho ra cái tô này nha. Rồi mình sẽ cho cái phần mắm nêm này vô luôn. Tiếp đến thì mình sẽ cho luôn cái phần đường và bột ngọt ha, với lại cái phần tỏi luôn. Mắm nêm này thì cái vị mặn khá là cao, cho nên là cũng tùy theo là cái khẩu vị của mỗi nhà. Khi pha bằng mắm nêm này, các bạn có thể gia giảm cái lượng đường. Cho vô xong rồi thì mình sẽ khuấy đều lên. Mắm nêm mặn cho nên mình sẽ pha thêm nước nữa nha. Cái này thì mình sẽ đi nấu lên. Chuẩn bị một cái nồi, cho vô đây một ít dầu ăn. Xong rồi thì mình sẽ cho sả phi thơm lên. Phi thơm lên xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho hết cái tô mắm nêm vừa rồi đó, mình cho vô. Để cho mắm nêm của mình chấm không bị quá mặn, mình cho vô đây là 100ml nước. Sau đó mình sẽ nấu sôi lên, các bạn chỉ cần nấu thấy nó sôi lên là được, đừng có nấu lâu quá nó cạn thì nó sẽ bị mặn nha. Xong rồi thì mình sẽ cho ra cái tô này lại luôn. Mắm nêm mình sử dụng là hiệu của Thuận Phát, cái vị mặn nó khá cao, cho nên khi nấu cái này lại mình sẽ thêm đường và thêm nước vào để cho nó nhạt bớt đi, mà mình chấm ăn nó sẽ hài hòa hơn và không bị quá mặn nha. Trong cái chai mắm nêm này cũng có cái vị cay rồi, nhưng mà mình muốn cay thêm thì mình sẽ cho thêm một ít ớt nữa. Như vậy là được rồi đó các bạn. Thì phần mắm nêm mình cũng đã chia sẻ đến các bạn xong rồi đó. Hai cây sả thì mình sẽ cắt khúc, một cây lúc nãy thì mình đã băm nhuyễn để cho vào mắm nêm rồi. Rồi cái củ hành trắng này thì mình sẽ cắt ra từng miếng bự luôn nha. Mỗi một nguyên liệu như vậy sẽ giúp cho món ăn của mình được thơm ngon hơn đó các bạn. Tiếp tục thì cái phần thơm này mình sẽ cắt từng miếng ra. Thơm này thì mình ăn mình thấy có cái vị ngọt ngọt chua chua chứ không có chua lè. Cho nên khi mình nấu cái phần bò nhúng giấm ăn nó sẽ ngọt thanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi ha, cho vô đây một ít dầu ăn và một muỗng cà phê màu dầu điều. Tiếp tục mình cho vô hai củ hành tím cắt nhỏ, rồi sả cái mình cho vô luôn, rồi mình cho cái củ hành trắng vô luôn ha. Sau rồi thì mình sẽ cho cái phần thơm vô luôn, xào qua xào lại. Xong rồi á mình thấy nó săn lên, tiếp tục mình sẽ cho hết cái phần giấm vô để cho cái nước giấm nhúng bò này nó ngon và thanh hơn, không có bị hắc mùi chua. Thì mình sẽ tiếp tục cho vô đây 700ml nước dừa tươi nha các bạn. Cho nước dừa tươi vô xong rồi thì mình sẽ cho cái gia vị lúc đầu mình chia sẻ đó, đường, bột ngọt và muối thì mình cũng cho vô luôn. Dừa
tươi thì khi mua mình kêu người bán lấy cái trái ngọt cho mình nha. Nếu mà lấy cái trái chua thì về mình nấu nó cũng không có ngon. Trái thường thường nước chua là những cái trái non á, cho nên là khi nấu những cái nước dùng nó sẽ không có được ngon bằng những cái trái nó hơi già đó các bạn. Sôi lên rồi á thì mình sẽ hớt bọt nha. Phần này thì mình sẽ nấu thêm tầm 1 phút nữa thôi là được các bạn. Cái nước rất là ngon và thơm luôn. Sôi lại được một dạo tầm 1 phút thôi á, thì mình sẽ cho những cái nấm kim châm vô. Xong rồi á mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Thì cái nồi này mình có thể sang qua một cái nồi nhỏ để mình ăn lẩu ha. Thịt bò thì mình sẽ cắt ra từng cái miếng mỏng và ướp gia vị luôn nha các bạn. Đây các bạn nhìn những cái miếng thịt nào mềm và rất là ngon luôn. Khi mình nhúng lẩu á, ăn nó không có bị dai. Cái này thì mình cắt thật là mỏng ha, để chút nữa mình nhúng lẩu ăn nó ngon. Thường thì mình cũng hay sử dụng bắp bò hoặc là thăn bò á, nó sẽ mềm và không có bị dai đâu các bạn. Đó, cắt ra như vậy thì mình sẽ thu được những cái miếng mỏng như thế này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết vô thau để mình ướp gia vị. Ở đầu video thì mình có chia sẻ đến các bạn những cái gia vị để ướp thịt bò đó. Thì mình sẽ cho hết vô đây nha. Rồi cho hết cái phần dầu hào vô luôn. Để cho thịt bò mình được thơm hơn á, thì mình sử dụng ở đây 1 muỗng canh hành tím phi. Rồi mình sẽ trộn đều lên để cho gia vị được thấm và thịt bò được thơm nha các bạn. Tại vì cái thịt này mình đã cắt ra từng miếng mỏng rồi và mình ướp tầm chừng 30 phút thì mình có thể ăn rồi đó các bạn. Khi ướp thịt xong rồi, nếu mà mình chưa ăn, các bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra nha. Đây, để mình xếp ra cái dĩa cho nó đẹp mắt ha các bạn. Rồi ở trên này thì mình sẽ cho thêm là một ít tỏi phi nha. Tỏi phi người chợ người ta bán sẵn đó, ăn rất là ngon, giòn mà không có bị hắc cái mùi gì hết. Rồi mình sẽ trang trí thêm một ít lá ngò gai nữa. Chuối thì mình sẽ cắt mỏng ra, các bạn có thể bào ha. Cái đồ bào của mình hôm nay nó hư rồi, cho nên mình sẽ cắt thật là mỏng. Dưa leo á, thì mình cũng cắt mỏng ra luôn. Cái này là dưa leo bao tử đó các bạn. Ăn giòn, nó giòn mềm mà nó thơm lắm. Để khi mà mình ăn cái mình gói ăn kèm cái độ giòn ngọt của dưa leo này khá là ngon luôn. Cái hạt bên trong thì nhỏ xíu rồi xíu à. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc cái nước lẩu ra cái nồi này nha. Phần củ hành trắng và thơm á, nếu các bạn ăn á, thì mình cho vô mình ăn kèm luôn. Còn không thì mình có thể cho 1-2 miếng để mình tạo lên cho cái món ăn của mình đẹp thôi. Mình chỉ cần nhúng cái nước lẩu này là được các bạn. Trái ớt sừng thì mình sẽ cắt ra mình cho vô luôn để cho cái nồi nước lẩu của mình được đẹp hơn. Và một ít ngò gai ha. Bắt lên bếp khi mà nước sôi rồi á thì mình sẽ cho thịt bò vô nha. Để cho bò nhúng giấm của mình có cái mùi thơm riêng biệt thì mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê tỏi phi. Như vậy sẽ giúp cho cái nước lèo á, cái nước của nhúng giấm nè, nó thơm và nó không có bị hắc mùi đâu các bạn, ăn rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ cho thịt bò vô cái nồi bò nhúng giấm nha. Cái này á, thì mình có thể gọi là bò nhúng giấm hay là lẩu bò nhúng giấm mà cũng là nó đó các bạn. Cho thịt bò vô, nếu mà mình thích ăn tái thì mình lấy ra sớm một chút, còn nếu mình ăn chín thì mình để lâu nha. Đó, những miếng thịt bò rất là ngon. Thì bún thì mình sẽ cho lên rau nè, dưa leo, rồi chuối chát, rau sống. Những cái loại rau mà ăn sống nào các bạn thích thì mình có thể cho thêm vô. Xong rồi thì mình sẽ cho những miếng thịt bò vô như thế này. Rồi mình cuộn lại và chấm kèm với lại mắm nêm. Lúc nãy mình đã chia sẻ cách làm nè. Đó, rất là thơm và ngon luôn. Như vậy thì mình cũng đã chia sẻ đến các bạn xong món bò nhúng giấm vô cùng thơm ngon, dễ nấu tại nhà rồi ha. Món này thì trong những cái dịp mà sum họp gia đình nè, bạn bè, người thân, hay là lâu lâu nhà mình đổi vị một bữa có thể nấu món này đãi gia đình mình. Rồi video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.